Vâng, Phan Anh xin được kính chào các anh chị, quý cô bác, gần xa, bà con, cuối phố. Bài học này, một cái bài học tiếp theo trong cái series khóa học phát triển hệ thống đại lý bán hàng online để giúp các anh chị có thể là kinh doanh, bán được nhiều hàng hơn thông qua một cái phương thức là phát triển hệ thống đại lý. Thì tôi sẽ nói một chút về cái bài học này, là tôi sẽ trình bày các anh chị một số ưu điểm và nhược điểm của mô hình. Và đồng thời tôi sẽ hướng dẫn chi tiết hơn từng bước để chúng ta sẽ làm gì. Thì ưu điểm của cái mô hình này thì chúng ta thấy rằng là đây là một mô hình khá là tốt và khá là mới so với các loại hình bán hàng khác. Đây là mô hình mới. Còn nếu mà về số năm phát triển ở Việt Nam thì tôi thấy là nó 4-5 năm này nó đã phát triển mạnh rồi. Đấy, thế nhưng mà so với ví dụ như là shop hay là phát triển chuỗi thì ta thấy rằng là nó mới hơn rất là nhiều. Đúng không? Đang nổi này, dễ dàng tiếp cận với nhiều người bán hàng online, bởi vì là giờ thì nhà nhà bán hàng online, người người bán hàng online, ai cũng bán rất là nhiều. Rồi số lượng các cái tài khoản bán hàng ở Việt Nam cũng rất là lớn, rất là dễ thu hút, đúng không ạ? Cái việc gia nhập hệ thị trường tốt, đội ngũ bán hàng cũng sẵn sàng. Đấy, và bản thân các anh chị mà đi theo mô hình này cũng dễ dàng học hỏi, dễ dàng bắt chước và dễ dàng sao chép các cái sản phẩm thì cũng có sẵn. Đấy, thế nhưng mà đấy là ưu điểm, đúng không? Nhưng mà nhược điểm của mô hình cũng lại tương tự như vậy, là dễ bị copy. Bây giờ tôi xây một hệ thống thì đại lý của tôi cũng có thể xây dựng một hệ thống, người khác nhìn thấy cũng có thể xây dựng một hệ thống, và hệ thống nó cứ tan đàn xẻ nghé rất là nhiều, chia năm xẻ bảy, đúng không? Hoặc là dễ bị đứt gánh giữa đường. Đấy, bởi vì là cái hệ thống này chủ yếu là nữ giới là chủ đạo, tất nhiên cũng có nam giới nhưng mà nữ giới là nhiều. Mà một hệ thống mà toàn nữ là một hệ thống tôi đánh giá là rất phức tạp, rất là khó chiều, đúng không? Mỗi người mỗi ý và thường là hay có những cái để bụng chấp vặt nhau. Đấy, các đại lý thì cũng dễ dàng từ bỏ đại lý này để đi theo cái hệ thống khác, từ bỏ cái đơn vị này để có thể gia nhập vào cái sản phẩm riêng mình. Trước đây tôi bán cái sản phẩm A, tôi thấy hay quá, tôi thấy làm tốt, tôi bắt đầu tôi tự làm thương hiệu của tôi ra mỹ phẩm Phan Anh tôi bán. Đấy, cho nên là tính cạnh tranh cũng rất là cao, sự đấu đá, sự ném đá giấu tay, rồi tính ổn định của hệ thống cũng không phải là tốt, không phải là quá là ổn định trong thời gian dài. Thậm chí là có thể những cái trường hợp chơi xấu giữa các cái đại lý cũng như là các hệ thống ở trên mạng với nhau. Đấy, cái mô hình thì bán hàng mang tính cá nhân và mang tính cảm tính rất cao, rồi thì ít có cái sự chuyên nghiệp. Đấy, rồi thì ít có cái sự đào tạo bài bản chuyên nghiệp và tầm nhìn dài hạn, thường đấy là ngắn hạn. Đấy, bao gồm là cả việc là tuyển dụng, bán hàng, rồi thì cái tư duy về phát triển hệ thống lớn và bản thân các đại lý cũng muốn lớn mạnh cũng rất là khó. Đấy, thì cái đấy cũng là một số nhược điểm. Rồi thì nội dung mà bài vở thì cũng là phụ thuộc và ỷ lại vào đại lý cấp trên, hoặc là phụ thuộc vào công ty, phụ thuộc vào boss rất là nhiều, đúng không? Nhiều người thì cũng cho rằng đây là công việc part time, vui thì làm, không vui thì nghỉ, bán được thì làm, không bán được thì nghỉ. Cái tính cam kết, tính kỷ luật nó cũng yếu. Thì đấy là một số cái ưu điểm và nhược điểm của việc phát triển hệ thống này. Thế bây giờ nếu mà bắt đầu phát triển hệ thống này thì chúng ta sẽ làm gì, đúng không? Thì theo tôi thôi, kinh nghiệm của tôi thôi, đầu tiên là chúng ta trả lời cho câu hỏi là chúng ta bán sản phẩm gì. Đấy, sản phẩm miễn là làm đẹp, chăm sóc sức khỏe, rồi thì sản phẩm mỹ phẩm, những cái sản phẩm liên quan đến cái phần cá nhân chúng ta sẽ làm. Đấy, thứ hai là những sản phẩm mà tiêu dùng nhanh, tiêu dùng tốt, sản phẩm có biên độ lợi nhuận đủ hấp dẫn để chúng ta trả hoa hồng, trả chiết khấu đại lý. Đặc biệt là trong cái mảng này thì cái chiết khấu đại lý nó cũng rất là cao. Sản phẩm phải có sự khác biệt. Sau khi có sản phẩm rồi thì chúng ta bắt đầu xây dựng các cái bộ quy trình, bộ sale kit, rồi hợp đồng, rồi thì vân vân, các cái chứng nhận, chứng từ để chúng ta chuẩn bị cho việc bán. Sau đó chúng ta bắt đầu là tuyển dụng đại lý theo phương thức là vết dầu loang. Một công thức vết dầu loang là như nào? Chúng ta giả sử chúng ta đánh rơi một cái vết dầu xuống mặt nước thì bắt đầu vết dầu nó sẽ loang ra rất là rộng, đúng không? Chỉ có một cái giọt dầu thôi nhưng nó loang ra một cái bề mặt rất là rộng. Ý tôi muốn nói là mình phải bắt đầu từ những cái cá nhân. Có thể bây giờ thầy Phan Anh làm, thầy Phan Anh sẽ rủ học sinh của thầy Phan Anh, sẽ rủ đại lý, sẽ rủ học viên, sẽ rủ sinh viên, sẽ rủ người thân, là những người mà
hiểu biết thầy Phan Anh, những người mà tin tưởng vào tầm nhìn của thầy Phan Anh, kỹ năng của thầy Phan Anh ok thì chúng ta bắt đầu cùng làm. Thế là làm thì làm vững chắc, được một người là chắc một người, được hai người là chắc hai người, được 10 người là chắc 10 người. Đừng có cố tham nhiều người và sau đó nó lung lay, nó bung biêng, đúng không? Tất nhiên cái công thức chậm mà chắc hay là nhanh mà chắc, hay là nhanh thì chết, ẩu thì chết, thì chúng ta phụ thuộc vào cái quan điểm làm. Đấy, nhưng mà theo thầy, theo tôi, đấy là công thức của chúng ta là vết dầu loang, là một công thức rất là chính xác. Rồi chúng ta bắt đầu chọn những cái người mà chọn mặt gửi vàng, đúng không? Những người có sức mạnh. Thí dụ có những bạn, vừa rồi có một bạn học viên của tôi, bạn ấy bán cái mỹ phẩm của Nhật. Thì bạn ấy cũng là người mà đi du học ở Nhật về, gia đình rất là có điều kiện. Bạn ấy vừa nhập về cái bạn ấy có thể bán mấy nghìn hộp sản phẩm. Và một hộp sản phẩm đấy cũng giá cũng tiền triệu, hơn 1 triệu một sản phẩm. Như vậy họ có thể bán một cái doanh số 2 tỷ, 3 tỷ đồng khá là dễ dàng. Thế nhưng mà tôi thì tôi đánh giá là cái điều đấy, thứ nhất là lợi thế là do cái profile cá nhân, do cái mối quan hệ cá nhân của bạn ấy rất là tốt. Và tất cả những người bạn của họ đều là những người giàu có, những người mà sẵn sàng có tiền. Thế nhưng câu hỏi tiếp theo là sau cái 1.000, 2.000 hộp, 3.000 hộp đầu tiên đấy là gì? Liệu người ta có tái mua nữa hay không? Liệu người ta có đi theo mình để bán hàng hay không? Liệu người ta có bán được hàng hay không? Thì đấy mới là điều quan trọng. Thì trả lời cho những câu hỏi đấy thì bắt buộc chúng ta phải có chương trình đào tạo, phải có chính sách, phải có hỗ trợ, phải có làm thương hiệu, phải có marketing, phải có đội ngũ liên tục như tôi đã nói trong cái hệ thống này. Được chưa ạ? Thì như vậy bước tiếp theo chúng ta tuyển dụng được rồi là chúng ta đào tạo, chúng ta giúp họ bán hàng, giúp họ bán hàng. Sau đó chúng ta bổ sung các cái tài nguyên media rất nhiều để chúng ta dùng những cái đó để chúng ta thu hút thêm đại lý mới, thu hút thêm khách hàng mới. Sản phẩm cuối cùng phải là đến được tay người tiêu dùng và phải tiêu dùng thật. Còn hiện nay rất nhiều hệ thống là từ CEO, từ boss đẩy xuống đại lý, làm cách là nâng cao tinh thần, giúp cho đại lý lên đồng, đại lý bị bơm doping vào não. Vâng, tôi sẽ làm được, tôi sẽ thành công, tôi sẽ trở nên giàu có, giống như là đi học mấy cái lớp làm giàu ấy, mấy cái chương trình đa cấp, mấy cái chương trình triệu phú ấy. Thế nhưng mà ôm hàng về ngập mồm đấy, 100 triệu, 100 tỷ hay là 1 tỷ nhập hàng về, bắt đầu mới loay hoay không bán được. Có người bắt đầu thoát ra cách đó là bán được, nhưng phần lớn là chết chìm, không bán được. Và sản phẩm nằm trong đại lý là chủ đạo, nằm trong các cái đại lý và cộng tác viên là chủ đạo, mà không đến xuống được đến người tiêu dùng cuối cùng là sẽ chết. Nếu mà chúng ta cứ âm ỉ như thế, nó sẽ là một cái chết là âm ỉ. Các anh chị nhá, nhớ rằng là phải vừa phát triển được hệ thống, vừa phải bán được đến người tiêu dùng cuối cùng. Đại lý phải bán được cho người tiêu dùng cuối cùng, còn mình là giúp đại lý bán đến người tiêu dùng cuối cùng bằng cách truyền thông, bằng cách đào tạo, bằng cách quảng cáo. Ok, các bạn hiểu ý tôi chưa? Thì đấy là cái sự bền vững của mô hình này. Vâng, xin chúc các anh chị và các bạn thành công. Và xin chúc các anh chị và các bạn có thể phát triển được hàng trăm đại lý, hàng nghìn đại lý. Và sản phẩm, lựa chọn sản phẩm tốt, chăm sóc khách hàng, chăm sóc đại lý tốt. Và giúp cho đại lý bán được nhiều hàng, giúp cho khách hàng tiêu dùng sản phẩm cảm thấy thỏa mãn. Thì các bạn sẽ thành công. Một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video bài học này. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn, bà con cuối phố, và trong video bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.